tôi đang thấy một Sài Gòn bất động, phố có mình rên rỉ những cơn đau, người bị nhốt trong hàng rào oan nghiệt, cơn đói ăn chờ hạt gạo tay ai. Tôi đã thấy xác người trong hẻm nhỏ liệm âm thầm, không một chiếc áo quan, có ánh mắt người thân nhìn bất lực, nỗi thương đau theo giọt nước mắt tràn. Có em bé còn sơ sinh mất mẹ, bệnh viện nằm đầy ắp những tử thi, những áo trắng đầm đìa mồ hôi đổ, phố trầm mình trong đoạn khúc biệt ly. Tôi đã thấy một hành tinh hoang lạnh, trầm tích buồn trôi dạt đến ngàn sao, khi cố thắp một ngọn đèn hy vọng, sao màn đêm còn buông phủ màu tang. Tôi đang thấy mình lạc vào cổ mộ, hồn cô đơn trong chiếc áo quan buồn, ngày mục dạ đêm tàn cho bay phù, khô đau tràn theo những trận mưa tuôn. Đêm Sài Gòn không chăn, ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ bên cửa sổ cao của một chung cư đã bao lâu rồi tôi không nhớ. Đối với tôi, ngày bây giờ không vội vã, không lịch trình, không làm việc, không bạn bè, không cà phê, không mua sắm, không chợ búa. Ngày bất động như một pho tượng. Có em bé còn sơ sinh mất mẹ, bệnh viện nằm đầy ắp những từ thi, những áo trắng đầm đìa mồ hôi đổ, phố trầm mình trong đoạn khúc biệt ly. Tôi đã thấy một hành tinh hoang lạnh, trầm tích buồn trôi dạt đến ngàn sao, khi cố thắp một ngọn đèn hy vọng, sao màn đêm còn buông phủ màu tang. Tôi đang thấy mình lạc vào cổ mộ, hồn cô đơn trong chiếc áo quan buồn, ngày mục dạ đêm tàn cho bay phù, khô đau tràn theo những trận mưa tuôn, khô đau tràn theo những trận mưa. Trong các trại tập trung F0, xô sát nhau giành giật từng hộp cơm, hình
hay sự tuyệt vọng khôn cùng trong ánh mắt khi nhìn người thân của mình bị đưa đi và mãi mãi không bao giờ gặp lại. Những hình ảnh cứ nhảy múa trước mắt tôi như một vở bi kịch của cuộc đời đang diễn ra.